Sáng nay 19 tháng 7, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm đó là đã có 10 trên 23 bộ cơ quan ngang bộ ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, với 356 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và 397 thủ tục hành chính nội bộ thực hiện trong bộ, cơ quan. 8 trên 63 địa phương đã ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ. Tại tỉnh Lào Cai, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công bố công khai minh bạch với 1.919 thủ tục hành chính. Tỉnh chủ động cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương đối với 951 thủ tục hành chính. 6 tháng đầu năm nay, hơn 18.000 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm thời gian tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp gần 17 tỷ đồng. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục đẩy mạnh rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo đột phá, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đặc biệt là đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai. Chủ động xây dựng, cập nhật, kết nối, liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo đồng bộ, thực chất, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.